Như vậy là sẽ có nhiều điểm nguy cơ sạt lở cao thì các địa phương phải có kịch bản sơ tán. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, làm thế nào vừa sơ tán vừa đảm bảo phòng dịch? Hướng dẫn sau từ Tổng cục Phòng chống thiên tai sẽ giúp bà con và cộng đồng thôn bản có sự chuẩn bị tốt hơn khi phải sơ tán. Ghi nhớ các biện pháp sơ tán an toàn để vượt qua thảm họa kép, thiên tai và dịch bệnh COVID-19. Trong trường hợp phải đi sơ tán, người dân cần ghi nhớ những lưu ý sau. Mang theo túi vật dụng thiết yếu chống thấm nước đã chuẩn bị để đi sơ tán bao gồm khẩu trang, nước rửa tay với nồng độ cồn trên 60%, đồ ăn khô, nước uống, thuốc men cơ bản, xà phòng dạng thanh hoặc nước, nhiệt kế, băng cá nhân Ergo, khăn lau khử trùng, quần áo, khăn mặt, chăn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ vệ sinh cho phụ nữ, trẻ em gái, đèn pin, pin, radio, điện thoại, pin sạc, pin dự phòng, giữ giấy tờ tùy thân trong túi ni lông để tránh các đồ này bị ướt. Luôn giữ gia đình ở cùng nhau và chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình sơ tán và tại khu vực sơ tán khi thiên tai xảy ra. Cố gắng giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với những người ngoài gia đình bạn nếu điều kiện thực tế cho phép. Luôn chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trong tình huống thiên tai có mức độ rủi ro cao, cần ưu tiên tính mạng lên hàng đầu. Lúc này tuân thủ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cán bộ tại khu sơ tán. Hạn chế việc tụ tập đông người. Hạn chế chạm vào các bề mặt chung như mặt sàn, tay nắm cửa tại nơi sơ tán. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn các đồ dùng vật dụng. Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi bản thân mình hoặc thấy người khác có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở. Tuyệt đối không rời khỏi khu vực sơ tán khi chưa có thông tin hướng dẫn. Lưu các số điện thoại quan trọng như số Ủy ban Nhân dân xã, y tế, cứu hộ địa phương để liên lạc trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp.